Anh Độ cho em hỏi em dùng tai nghe gì thế ạ? Tai này là tai để nghe nhạc, tai này nặng với bát lắm các bạn ạ. Là bình thường bắn nhau thì không sao, nhưng thằng nào ném quả bom cái tôi hay bị ù tai vậy đấy nhá. Cái tai này thì ngày xưa các ông biết rồi đấy, tôi đeo cái tai nghe kiểu gaming ấy, là cái chụp chụp vào ấy, xong có cái vòng lên trên này, xong rồi tóc tôi nó sẽ bị bẹt ở đoạn này này, nó ở giữa đầu rồi luôn này, mà bị một thời gian tóc nó thành nếp ấy các ông. Nó lằn con mẹ vào, xong rồi là kể cả các ông đi gội đầu ấy, kể cả sáng các ông ngủ dậy á, kiểu não bị lõm một phát. Đi vào đường người ta cứ hỏi là đéo hiểu thằng này nó bị làm sao, mẹ ngày xưa thanh sắt rơi ở đầu sao lõm mẹ vết mẹ cay vách cái đấy. Thế từ ấy tôi chuyển sang cái tai nghe này. Chuyển tai nghe này thì nó đỡ bị bí tai, nó đỡ bị nóng tai. Ngày xưa các ông nhớ mẹ tôi đeo xong rồi tai tôi đỏ lên hết, bị ngứa, khó chịu vãi đái ra. Xong rồi với cả các ông dùng tai nghe chụp ấy, kiểu yếu gì một thời gian các ông bị thối tai các ông ạ, thối đéo chịu luôn ấy. Mồ hôi ra xong rồi là cái da của nó sẽ bị chóc ra, xong rồi dính dính ở đây trông tởm vãi đái ra. Thế tôi quyết định là tôi đổi sang cái này. Thêm nữa là ngày xưa thì tôi làm streaming thì đúng là tập trung là vào chơi game nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình làm cái mấy nội dung kiểu giải trí các thứ cũng nhiều, xong rồi ngồi nói chuyện nhiều thì cũng đéo nhất thiết phải chụp lên đầu một cái tai giống một thằng game thủ chuyên nghiệp như thế. Thế thôi chuyển sang cái này cho nó thoáng tai, cho thoải mái. Mà tôi thấy nó cũng hợp lý. Với một thằng tai dâu như tôi ấy, thì cũng đéo phân biệt được là chơi game, đéo phân biệt được là chúng nó đang ở trên tầng hay chúng nó đang ở dưới hầm đâu các bạn. Đéo biết chúng nó ở trái hay ở phải đâu. Cứ nghe tiếng chân là cứ quay mòng mòng thôi, nó ở đâu mẹ biết ở đấy, thế là được rồi.